Xin chào, lại là Anna đây. Chào mừng bạn đã đến với tuyển tập Học Design Nail cùng Anna. Và hôm nay sẽ là chủ đề về hoạt hình với mẫu Con Ong Vàng. Để có thể thực hiện được mẫu design móng này, bước đầu tiên của chúng ta sẽ là chuẩn bị. Bạn sẽ sử dụng một cái kê móng, dán một ít keo đa năng lên để có thể giữ móng và đặt một cái móng giả lên đây. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ sơn màu nền cho cái móng này. Mẫu design này của chúng ta sẽ sử dụng là màu trắng, vì thế Anna sẽ sử dụng đến sơn gel màu trắng. Sơn đều một lớp màu trắng lên móng giả này để chúng ta có thể tập luyện để vẽ. Rồi cho đi hơ đèn cho khô cái móng vừa mới sơn lên này. Trong lúc chờ móng hơ đèn khô thì chúng ta sẽ chuẩn bị màu vẽ. Bạn sẽ chuẩn bị một cái mặt phẳng, sau đó lấy gel vẽ. Tùy mẫu móng chúng ta dùng màu gì mà lần lượt bóp các màu này ra mặt phẳng, mỗi màu một ít. Ở đây Anna sẽ sử dụng đến trắng, xanh lá, cam, vàng và một ít màu đen. Sau khi đã có hết tất cả các màu gel vẽ rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện mẫu vẽ. Chúng ta sẽ sử dụng cỏ râu liner số 0 dành cho người mới. Sử dụng cỏ râu này lấy vào gel vẽ màu vàng để chúng ta vẽ họa tiết chính, chính là một cái tổ ong. Trong bộ design con ong vàng này thì cái tổ ong chính là mẫu hoạt hình chính. Vì thế chúng ta sẽ lần lượt vẽ từ mẫu chính này. Bạn sẽ lấy gel vẽ màu vàng, sau đó đặt lên ở giữa móng, vẽ ra một cái tổ ong. Đối với tổ ong thì sẽ theo dáng hình oval, tức là ở trên hơi nhỏ, rồi mập tròn dần xuống dưới và nhỏ lại ở phần bên dưới. Chúng ta cứ phác thảo ra hình oval dài này trước, rồi sau đó lần lượt vẽ ra các vằn cho tổ ong. Nếu bạn quan sát kỹ sẽ thấy được tổ ong là gồm các tầng xoay với nhau theo hình xoắn ốc. Vì thế chúng ta sẽ lần lượt vẽ ra các vằn ngang cho tổ ong. Ở mỗi vằn ngang này chúng ta lại vẽ hơi cong mập ra ngoài để tạo ra các đường vòng bên trong xoắn ốc cho tổ ong. Lần lượt cứ đối xứng bên trái và bên phải và vẽ một vằn ngang qua, rồi tô hơi mập ở phần trái và phần phải, lần lượt hết từ trên xuống dưới là chúng ta đã có các tầng vằn cho tổ ong. Và đến đây là chúng ta đã phác thảo xong được cái tổ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tô màu vàng luôn cho cái tổ này bằng cách sử dụng cỏ tô nha. Sử dụng cỏ tô liner 1, lấy vào che vẽ màu vàng, rồi tô màu vàng hết cho cái tổ này. Dùng cỏ tô sẽ giúp chúng ta tô nhanh hơn, đặc biệt là sẽ tô đều hơn. Tô xong màu vàng hết cho cái tổ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến các họa tiết khác. Tổ ong thì dĩ nhiên là nằm trên cây, vì thế chúng ta sẽ vẽ ra một cái nhành cây treo cái tổ này lên. Đầu tiên thì nhành cây của chúng ta sẽ là màu nâu, bạn sẽ pha lấy màu nâu trước. Sử dụng một cây chấm bi, chúng ta lấy vào treo vẽ màu cam, trộn chung với màu đen để chúng ta có nâu đậm. Ngoài ra cái cây thì phải có lá, vì thế chúng ta sẽ cho một ít treo vẽ màu vàng vào màu xanh để chúng ta có xanh lá non để vẽ lá. Sau khi đã pha xong hai màu thân cây và lá rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ. Vẫn là sử dụng cây cỏ liner không lúc ban nãy. Chúng ta vẽ ra cái nhành, lấy vào treo vẽ màu nâu đậm này. Bắt đầu từ cạnh bên trái của móng, chúng ta vẽ cái góc của nhành. Rồi từ cái góc này chúng ta vẽ ra một nhành cây uyển chuyển tùy ý để có thể treo cái tổ ong lên. Đối với nhành cây thì Anna sẽ khuyên chúng ta là cái góc to, rồi sau đó uốn lượn tùy ý, nhành cong theo hướng nào và bao nhiêu cái nhành là tùy sở thích. Sau khi thêm xong hết cái nhành màu nâu này rồi thì chúng ta sẽ cho đi hơ đèn cho khô tất cả các họa tiết tổ ong và cái nhành cây mới vẽ lên này. Hơ đèn khô rồi thì chúng ta sẽ đến bước tiếp theo, chính là thêm các họa tiết chi tiết vào đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng đến gel vẽ màu nâu đậm lúc nãy chúng ta pha để vẽ viền ngoài cùng hết cho cái tổ ong. Chúng ta sẽ đặt cỏ và vẽ một đường viền màu nâu theo các mép ngoài cùng của màu vàng của tổ ong lúc nãy chúng ta vẽ. Một đường viền mỏng và đều nhau bao quanh hết cho cái tổ ong này. Với các nét vẽ cần mạnh và đều nhau thì sẽ yêu cầu kỹ năng của người vẽ một chút, tức là có thể bạn sẽ hơi khó vẽ đó. Vì thế, nếu bạn là một người mới học còn thấy khó với những nét vẽ này thì có thể học thêm các bài vẽ cơ bản về cỏ râu mà Anna đã có chia sẻ trên YouTube của Analia để bạn có thể rèn giũa và nâng cao kỹ năng của mình. Vẽ xong hết được một đường viền màu nâu hết như thế này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ ra các vằn ngang cho tổ ong. Các vằn ngang này chúng ta sẽ vẽ theo các phần nhô ra của hai bên trái phải theo cái đường lúc nãy chúng ta phác thảo đó. Bây giờ chúng ta đặt vào và lần lượt vẽ cong ngang qua bên kia. Chúng ta chỉ cần vẽ một đường tương đối, không cần phải qua tới bên kia vì bên kia sẽ là góc khuất. Vẽ được các đường vằn ngang qua hết rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tán màu. Bạn cho một ít top gel ra ngoài một mặt phẳng một giọt. Top gel này sẽ có tác dụng giúp chúng ta bôi trơn mũi cỏ, vì thế chúng ta sẽ lấy cỏ tô, cho mũi cỏ vào top gel này để bôi trơn và đặt mũi cỏ vào đường viền bên trong màu nâu lúc nãy chúng ta tô, tán nhạt dần ra. Thao tác này sẽ giúp cho đường viền màu nâu này được tan nhạt dần ra, tạo ra độ tự nhiên cho tổ ong. Đây cũng là kỹ thuật tán màu gel vẽ để tả thực. Nếu các bạn thường xuyên theo dõi các video về vẽ gel của Anna sẽ không xa lạ với kỹ thuật tán màu gel vẽ này. Ta lần lượt bôi trơn mũi cỏ cùng với top gel, đặt vào đường màu nâu, tán lam chuyển nhạt dần phần màu nâu này ra. Lúc tán chúng ta phải khéo léo.
và không được làm lem ra phía ngoài của tổ ong, sẽ làm bị răng cưa tổ ong. Ta chỉ tán khéo léo đường cong màu nâu này thôi. Khi tán xong thì bạn sẽ thấy đường màu nâu này từ một hiệu ứng đường kẻ bình thường, bây giờ sẽ có hiện tượng đổ bóng, tạo độ sâu. Các đường viền cong ngang cho tổ ong sẽ tạo ra hiệu ứng ánh nhìn thật hơn. Chúng ta cứ lần lượt tán hết cho tất cả các đường cong. Sau khi tán xong hết tất cả các đường cong bên trong tổ ong rồi, thì chúng ta sẽ làm thêm một bước nữa, chính là tán luôn phần màu nâu của cạnh bên phải tổ ong. Bạn cũng sẽ sử dụng mũi cỏ tô đặt và tán phần đường màu nâu ở cạnh bên phải của tổ ong. Chúng ta chỉ tán mỗi cạnh bên phải thôi. Việc tán cạnh bên phải này sẽ tạo ra hiệu ứng ánh nhìn, khuất đổ bóng. Nhẹ nhàng dùng mũi cỏ tán lam chuyển dần đường kẻ màu nâu cạnh bên phải này, nhạt dần ra, tạo ra màu nâu nhạt. Chúng ta chỉ tán mỗi ở cạnh bên phải mà thôi. Và sau khi đã tán xong phần màu nâu này rồi thì chúng ta sẽ thêm lá màu xanh cho cái nhành trước khi cho đi hơ đèn. Chúng ta chỉ cần sử dụng cho vẽ màu xanh lá, cho lên và vẽ tạo ra hình thoi của chiếc lá. Anna sẽ thêm lá vào ngọn của cái nhành cây mà lúc nãy chúng ta đã vẽ. Ở đây Anna sẽ thêm 2 chiếc lá. Sau khi đã cho xong các chiếc lá rồi thì Anna sẽ cho đi hơ đèn cho khô tất cả các họa tiết vừa mới vẽ lên. Sau khi hơ đèn xong thì chúng ta sẽ thực hiện bước viền lại. Bạn sẽ sử dụng đến tre vẽ màu nâu đậm lúc ban nãy. Viền một đường viền bao quanh hết lại cho tổ ong. Ta đặt cỏ và viền hết ngoài cùng lại cho tổ ong. Đường viền này sẽ giúp cho tổ ong của chúng ta được sắc sảo. Lần lượt viền lại hết ngoài cùng một đường viền màu nâu để cho họa tiết của chúng ta được rõ ràng hơn. Sau khi viền lại hết màu nâu rồi thì bước tiếp theo chúng ta sẽ là tạo hiệu ứng ánh sáng. Sử dụng che vẽ màu trắng để tạo hiệu ứng ánh sáng. Đặt cơ cảnh bên trái trên cùng của đường viền cong màu nâu lúc nãy chúng ta vẽ cho các tầng của tổ ong. Bây giờ chúng ta đặt và vẽ một đường viền màu trắng song song theo đó để tạo ánh sáng. Lần lượt hết cho tất cả các đường viền cong, chúng ta cũng sẽ vẽ đậm ở cạnh bên trái và nhạt dần ở cạnh bên phải để tạo ra hiệu ứng ánh sáng chiếu từ cạnh bên trái qua. Ta chỉ cần đặt ở phía trên của đường viền màu nâu, vẽ một đường màu trắng là được. Nhớ là chúng ta vẽ nhỏ thôi để vẫn còn thấy được cái đường viền màu nâu bên dưới để tạo sáng tối cho đường vằn ngang này. Vẽ xong đường viền màu trắng rồi là chúng ta cũng đã xong phần đánh tối và thêm sáng. Bây giờ chúng ta sẽ cho đi hơ đèn cho khô hiệu ứng ánh sáng màu trắng này. Đến đây là chúng ta đã xong hết phần vẽ tổ ong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thêm điểm nhấn bằng cách tạo ra một lối đi. Vẫn là sử dụng che vẽ màu nâu này, vẽ một vòng tròn tùy ý trên tổ ong để tạo ra cái cửa lối vào cho những chú ong. Lối đi này chúng ta sẽ vẽ theo hình tròn, độ to tùy ý bạn nha. Vẽ xong lối đi rồi thì chúng ta sẽ cho đi hơ đèn cho khô lối đi này. Để tô điểm thêm cho phần lối đi này, chúng ta sẽ vẽ một chú ong với đôi mắt lấp ló ở bên trong bằng cách sử dụng một cây chấm bi. Lấy vào che vẽ màu trắng, rồi đặt chấm một đôi mắt nằm bên trong lối đi. Đôi mắt thì chúng ta lưu ý chấm cho nó cân nhau về độ lớn, rồi cho đi hơ đèn cho khô đôi mắt màu trắng này. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ thêm tròng mắt vào đây. Sử dụng chấm bi đầu nhỏ hơn, lấy vào che vẽ màu đen, rồi chấm tạo ra cái tròng mắt cho đôi mắt này. Và sau khi đã chấm xong tròng mắt thì chúng ta cũng đã xong mẫu vẽ. Bạn sẽ cho đi hơ đèn để khô tất cả các nét vừa mới vẽ lên cho mẫu móng này. Đến đây là bạn đã xong được một mẫu chính của bộ design con ong vàng. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ đến mẫu phụ. Dành cho các bạn nào chưa biết thì mẫu chính chính là các họa tiết chính mang phong cách của bộ móng. Còn các móng phụ chính là các họa tiết phụ của bộ design. Và cũng giống như tên gọi của nó, với các mẫu móng phụ thì sẽ gồm các họa tiết phụ kèm theo của mẫu móng chính. Thông thường thì đối với các mẫu móng phụ tùy thuộc vào sở thích của thợ và khách hàng mà chúng ta lần lượt thiết kế từ các họa tiết của móng chính. Và ở đây thì Anna sẽ thiết kế một cái nhành cây lên. Mẫu móng chính lúc nãy của chúng ta là gồm có một cái tổ ong treo trên một cái nhành. Thì mẫu phụ này Anna sẽ vẽ một cái nhành, cũng sẽ sử dụng che vẽ màu nâu lúc ban nãy chúng ta sử dụng. Rồi đặt và vẽ ra một cái nhành cong uốn lượn tùy ý. Khi vẽ các nhành cây này thì tùy sở thích của chúng ta muốn vẽ nhiều nhành hay là ít nhành, nhưng mà chúng ta nên vẽ uốn lượn tùy ý để tạo độ tự nhiên cho cây. Rồi cho đi hơ đèn cho khô các nhành cây này thì mới sử dụng che vẽ màu xanh lá để thêm lá cho cây. Tùy sở thích nhiều hay là ít lá mà chúng ta sẽ điền thêm lá lên cây. Và sử dụng che vẽ màu đỏ để thêm các chùm hoa, chùm trái cho cây tùy theo sở thích. Chấm tùy ý để tạo ra các chùm trái, chùm lá tùy theo sở thích của bạn. Và cho đi hơ đèn cho khô tất cả các họa tiết lá và hoa vừa mới cho lên này. Đến đây là bạn đã có được một mẫu vẽ móng phụ rồi. Và Anna cũng sẽ lưu ý với chúng ta rằng sau khi chúng ta đã vẽ xong tất cả các bước vẽ trên móng rồi thì bạn không được quên một bước, chính là sơn bóng lại cho móng. Sử dụng một chai sơn bóng gel và chúng ta sẽ phủ một lớp bóng lại hết cho móng. Đến đây là chúng ta đã design xong hai ngón của bộ móng con ong vàng rồi và cũng đã hết phần 1 của bài hôm nay.
Bạn sẽ luyện tập để thành thạo và chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau ở phần 2 của bài này là vẽ chú ong để ghép lại thành một bộ design nail hoàn chỉnh. Bạn nhớ hãy đón xem phần 2 vào hôm sau nhé. Còn bây giờ hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh và ấn quả chuông để hôm sau ra video mới sẽ nói cho bạn biết đầu tiên.